Xin chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu của thầy. Bao nhiêu trong số các con đã nghe rõ tiếng của thầy thì comment xuống số 2 thầy xem nào. Xin chào tất cả các bạn nhỏ. Các ba mẹ ơi, nếu các ba mẹ đang nhìn thấy cái bài học ngày hôm nay thì chúng ta hãy nhấn vào nút like, nút chia sẻ và đừng quên nhấn vào nút subscribe nha. Chúng ta sẽ có thể giúp cho thật là nhiều người biết được đến cái bài học 2 ngày hôm nay đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau quay trở lại một cái bài học mà hôm trước thầy đang dạy cho các con nha. Đó là cái bài tập về lũy thừa, bài số 1 của chúng ta. Chúng ta đang làm những cái bài tập tìm ít. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm nhá. Sẵn sàng chưa? Bạn nào đã sẵn sàng rồi thì comment xuống cho thầy chữ con nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau bắt đầu làm bài tập nha. Bài tập tìm ít. Đây, bài số 1. Quay trở lại các cái bài tập lý thừa của mình. Ở đây là bài số 1. Các con sẽ tìm cho thầy ít ha. Biết rằng câu A nè các bạn, thầy có 2 mũ ít bằng 8. 2 mũ ít bằng 8. Vậy thì thầy đố các con biết ít của thầy bằng bao nhiêu? Dễ ơi là dễ luôn. 2 mũ ít bằng 8, vậy ít bằng bao nhiêu? Ở đây là một lũy thừa nhé các con nha. 2 mũ ít ha. 2 là cơ số và cái số ở trên đầu này được gọi là số mũ nha. Rồi, để giải được cái bài tập này nè thì các con cần phải chuyển vế phải và vế trái của mình thành một cái đẳng thức giống như nhau. Đó là lũy thừa với lũy thừa thì mình mới giải được. Vậy thì ở đây là 2 mũ ít là một lũy thừa rồi. Chúng ta hãy chuyển 8 của mình để trở thành một lũy thừa luôn. Vậy thì các con comment xuống cho thầy coi 8 của thầy bằng 2 mũ mấy nào các con? 8 thì bằng 2 mũ mấy? 2 mũ 3 hả? Giỏi thế. Đây, bây giờ nha, thầy sẽ giải ra ngoài này dạy nhép cho các con nha. Sẵn sàng nè. Thầy có ở đây là 2 nhân cho 2. 2 nhân 2 thì bằng mấy các con? 2 nhân 2 thì bằng 4. 4 mà mình nhân thêm cho 2 nữa thì bằng 8, đúng không? Bằng 8 nè. Vậy chúng ta cũng đổi lại được. 8 của mình chính là 3 số 2 nhân nhau và nó chính là 2 mũ 3. Nhớ bài không? Các bạn nhỏ của thầy có nhớ bài không? Có hả? Rồi, 2 nhân 2 nhân 2 thì bằng 8 và 8 mình sẽ đổi thành 2 mũ 3. Được chưa? Thành 2 mũ 3 nha. Vậy thì bây giờ trong cái bài tập câu A này rất đơn giản, các con chỉ cần viết nó lại cho thầy. Bên vế trái là 2 mũ ít nè. Còn bên vế phải sẽ là 2 mũ mấy đây? 2 mũ 3. Được không? Hai cái đẳng thức này đang bằng nhau. Đây có hai lũy thừa đang bằng nhau. Hai cơ số 2 ở bên này cũng là 2 thì tương đương ít của chúng ta ở đây. Ít cũng bằng 2. Số mũ lúc này sẽ bằng với số mũ. Vậy thì ít bằng 3, các con comment xuống cho thầy kết quả của các con nào. Rồi, giỏi. Comment xuống cho thầy. Đúng rồi, siêu giỏi, siêu xuất sắc luôn. Comment xuống cho thầy chữ con. Comment xuống. Tuyệt vời. Bạn nào có đáp án ít bằng 3 rồi thì hãy comment xuống cho thầy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau làm câu B nha. Sẵn sàng chưa? Câu B. Đây, để thầy viết câu B cho các bạn nha. Câu B, sẵn sàng. Rồi, câu B chưa? Đó, câu B, sẵn sàng chưa nào? Đây, câu B. Câu B của các con đây. Thầy có bài tập sau đây. 6 mũ 6 nhân ít mũ 3 trừ cho 8 bằng 40. Câu B nè. 6 nhân cho ít mũ 3 trừ cho 8 ở đây sẽ bằng là 40. Rồi, ok chưa? Bài tập của chúng ta có 6 nhân cho ít mũ 3 trừ cho 8. Vậy 6 nhân ít mũ 3 nó đang đóng vai trò là số bị trừ. Thì muốn tìm số bị trừ, ta lấy số trừ cộng cho hiệu. Vậy thì các con viết nó lại cho thầy nhá. 6 nhân ít mũ 3 nè bằng
số trừ là hiệu này cộng với số trừ cũng được. Hiệu cộng với số trừ 40 cộng với 8 thì bằng 40 mấy? 48 nha. Viết 48 xuống. Rồi được chưa? Ok. Được bằng 48 chưa nào? Rồi bây giờ tiếp tục mình làm nè. À, chúng ta đang có 6 nhân x mũ 3 bằng 48. 6 nhân x mũ 3 bằng 48. Vậy thì để tìm được x mũ 3, đúng không? Để tìm được x mũ 3, chúng ta sẽ lấy, muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Tích của mình đang là 48 nè, và thừa số đã biết là 6. 48 mà chia cho 6 thì bằng mấy các con? Comment xuống cho thầy coi, 48 chia cho 6 bằng mấy? 48 các con chia cho 6 bằng mấy nào? À, 48 chia cho 6 bằng 8, đúng không? Ở đây bằng 8. Rồi, bây giờ mình viết nó lại đi. X mũ 3 này, ở đây bằng 8 này. Mà mình vừa nãy mình học ở bên kia rồi. 8 chính là bằng 2 mũ mấy? 8 bằng 2 mũ 3 nhỉ? À, vậy x mũ 3 đang bằng với 2 mũ 3. 2 lũy thừa có cùng số mũ rồi, vậy thì suy ra hai cơ số nó sẽ bằng nhau. Comment xuống nè. Đó, vậy thì ở đây x của chúng ta sẽ bằng 2. X mũ 3 đang bằng 2 mũ 3. X mũ 3 đang bằng 2 mũ 3. 2 lũy thừa đang bằng nhau. 2 số mũ đang bằng nhau, vậy thì hai cơ số cũng phải bằng nhau. Phải không? Comment xuống nha thầy, kết quả của các con. À, các bạn nhỏ của thầy có kết quả là x bằng 2 phải không? Hay không? Dễ không? Dễ đúng không? Giờ tiếp tục nha. Mình làm các cái bài tập tiếp theo. Đây thì cho các con những cái bài tập dễ dễ thôi để các con làm. Sẵn sàng chưa? Bài tập tiếp theo nè, câu C. Đây câu C nha. Thầy cho các con là 4 mình nhân cho 2 mũ x. Được chưa? 4 nhân cho 2 mũ x trừ cho 3 thì bằng cho 125. Ở đây chúng ta có nè. Đây là một số bị trừ, phải không? Muốn tìm số bị trừ, chúng ta lấy hiệu cộng với số trừ. Chúng ta lấy hiệu cộng với số trừ. Được chưa? Vậy thì ở đây chúng ta có là 4 nhân 2 mũ x, mình viết lại đi. Mình hãy viết lại 4 nhân 2 mũ x, mình viết lại. Và bằng bên này. Bên này nó sẽ bằng là hiệu cộng với số trừ là bằng 125 cộng cho 3 sẽ bằng là 120 mấy? 28. Rồi ok. Bạn nào đã làm tới đây được rồi hãy comment xuống cho thầy chữ like. Like và thẻ tim nha. Nhớ like và thẻ tim ha. Rồi chia sẻ bài học này đến cho tất cả mọi người. À, đây là một cái bài tập lũy thừa dành cho các bạn lớp 6. Thầy đang ôn tập lại cho các bạn ha. Comment xuống. Rồi, chuẩn bị chưa? Xong chưa? Đây được 128 chưa nào các bạn? 128 phải không? Rồi, tiếp tục giải nha. Ở đây chúng ta có 4 nhân 2 mũ x. À, vậy thì bây giờ muốn tìm số bị chia, mà muốn tìm thừa số chưa biết là 2 mũ x nè. Chúng ta sẽ lấy tích là 128 và chia cho 4 cho thầy. 128 chia 4 bằng bao nhiêu nè? 128 chia 4 thì được 32. À, ở đây chúng ta sẽ viết lại nè. Đây bằng 32. Rồi, bây giờ cùng nhau tính nha. Xem 32 là 2 mũ mấy nha. Sẵn sàng chưa? 32 là 2 mũ mấy cả các bạn? 32 thì bằng 2 mũ mấy nè? À, chúng ta cùng nhau tính nha. Hôm trước là mình biết hết rồi, nhưng mà hôm nay mình tính lại coi. Đây, 2 nhân cho 2 bằng mấy? 2 nhân 2 là 4. Nhân cho 2 nữa thì bằng 8. Rồi lại nhân cho 2 nữa thì bằng 16. 16 chúng ta lại nhân cho 2 một lần nữa thì bằng 30 mấy? À, bằng 32.
đúng không? 5 số 2 nhân nhau bằng 32. Được chưa nào? 5 số 2 nhân nhau thì bằng 32. Vậy thì bây giờ 32 là 2 mũ mấy vậy? Comment xuống nhé thầy đi. 32 chính là 2 mũ mấy? 2 mũ 5 phải không? 32 chính là bằng 2 mũ 5. À đúng rồi. 32 bằng 2 mũ 5 vì 5 số 2 nhân nhau. Mình sẽ viết gọn nó lại là 2 mũ 5. Rồi bây giờ mình trình bày vào đây nha. À chúng ta có bên này là 2 mũ x và ở đây đang bằng là 2 mũ 5. Rồi sẵn sàng chưa? Rồi. Vậy thì bây giờ thầy đố các con biết thầy đang có hai lũy thừa bằng nhau, phải không? Hai lũy thừa bằng nhau. Và hai cơ số ở dưới đang bằng nhau. 2 bằng 2. Vậy tương đương x bằng mấy các con? X bằng mấy nào? Comment xuống. Wow, Ngọc Anh đã có kết quả là x bằng mấy rồi? X bằng 5 phải không? Giỏi quá, Ngọc Anh tuyệt vời quá. Hôm nay thầy biết là Ngọc Anh đã học lại bài lớp 6 luôn rồi đấy. X bằng mấy các con comment xuống đi. Chúng ta đang có hai lũy thừa bằng nhau. Và hai cơ số của nó, đây là 2, đây cũng là 2, đang bằng nhau. Vậy tương ứng x của chúng ta bằng 5, phải không nhỉ? X bằng 5. Các ba mẹ và các con nếu thấy bài học ngày hôm nay rất là hữu ích cho mình thì hãy nhanh tay nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào nút quả chuông và chia sẻ cái bài học này để cho tất cả mọi người nha. Vì thầy biết rằng ai ai trong chúng ta cũng cần học tốt cho môn toán, yêu thích môn toán và yêu thích việc học của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.